Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Màn dìm hàng bạn gái không tiếc tay của Joker Nguyễn đã làm người hâm mộ không ngừng thích thú. Từ khi công khai chuyện tình cảm với bạn gái Hải Hà đến nay, Joker Nguyễn trở thành sao nam cùng người yêu nhất nhịp biệt. Ngoài việc hủy theo dõi toàn bộ bạn bè để tập trung sự quan tâm cho người yêu, nam ca sĩ còn liên tục nịnh bạn gái hết lời, sẵn sàng đáp trả ạn tỷ phản nếu chuyện tình cảm bị công kích. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả khi mới đây, Joker Nguyễn còn lầy lội dìm hàng bạn gái Hải Hà không thương tiếc. Chỉ vì lý do cô không biết ngáy mắt. Để chứng minh cho sự có tâm của mình, giọng ca quá khứ còn lại gì còn không quên rủn cận cảnh gương mặt của người yêu khiến người hâm mộ cười bò vì thích thú. Suốt ngày đi nịnh bạn gái nhưng cũng có ngày Joker Nguyễn nhập hội sao Việt dìm hàng người yêu không tiếc tay thế này. Nam ca sĩ khẳng định thêm điểm yếu không biết nháy mắt của bạn gái bằng cách rủn cận cảnh gương mặt cô cực lầy lội. Nhưng chỉ ít phút sau Joker đã vội vã chia sẻ bức ảnh đẹp bên bạn gái để làm hòa vì bị cô giận sau màn dìm hàng. Từ khi công khai tình cảm đến nay, Joker Nguyễn và Hải Hà thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, đủ làm khán giả phải ghen tị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị. Rất nhiều.